bạn này chiếc Sony FPT đây là máy của bạn gần như mới nguyên, mới dùng được một tháng. Chưa vào cấu hình đi, vào cấu hình đi, vâng, đánh vào cấu hình đi. Đây là sự view của máy coi là 4.2 1.60, máy có màn hình cảm ứng, các bạn nhìn thấy cái phân giải màn hình là 1920x1080, máy rất là nhẹ. Mới lên 90% đầy đủ cả hộp.